kệ hương đá nguyên khối các bác nhá, giá chỉ bằng kệ hàng chợ nó sẽ như thế nào, chỉ ngang với cái kệ hàng chợ thôi các bác nhá, hàng ván. Nhưng mà đây các bạn sẽ sở hữu được một kệ tivi nguyên một khối các bạn, gỗ hương đá là gỗ giá trị nhất hiện nay ở trên thị trường. Và một cái mặt này cơ sở nhà em xẻ rộng tận 45 phân, dài tận là 1m67, nguyên một khối gỗ hương đá ở đây. Và đặc biệt các bạn nhá, tất cả những cái ngăn kéo này và tất cả các cái hộp ngăn kéo và cái khung ngăn kéo này cơ sở nhà em đều làm nguyên khối toàn bộ. Và cái kệ này cực kỳ là nặng luôn các bạn nhá, và thiết kế theo phong cách hiện đại trơn tru. Đặc biệt là chị em nào mà sở hữu cái sản phẩm này thì đảm bảo với các bác là không bao phải nghĩ về chuyện lau chùi, và dùng thì đặc biệt là không bao xuống màu, không bao giờ phải cọ rửa ngày Tết các bác nhá. Thì các bác lên chọn lựa cái kệ tivi này, và đặc biệt nó đã đẹp như này rồi, vân veo này rồi, thì đặc biệt cái kệ này các bạn nó còn có cả lu luôn các bạn này, nó còn có cả lu luôn. Và cái kệ này thì nó là gỗ tự nhiên nên là cái vân lu như này thì nó chỉ có duy nhất một cái thôi. Thì các bác nào mà xem được video thì không chốt nhanh thì chắc chắn là sẽ mất nghe cái kệ như thế này, tại vì vân veo như này thì cực kỳ hiếm. Cái ưu đãi dành cho bác nào xem đến cuối video này thì em sẽ cho các bác cái giá nó cực kỳ hợp lý. Bình thường các bác mua chỉ mua được cái kệ ván dày là 1,5 phân trên thị trường thôi, như đây cái mặt tràn, cái mặt nguyên khối dày 10 phân như này, đẹp 6 mặt và là nguyên khối gỗ hương đá chọn vân như này thì cực kỳ hiếm mà giá nó cực kỳ hợp lý luôn các bác nhá. Kích thước của cái kệ này thì nó cao là 67 phân, dài là 2m37, sâu là 45 phân. Đấy, và tất cả đều được làm rất là chắc chắn và đẹp, và làm phong cách trơn tru đấy các bạn nhìn thấy đây. Một tầng yếm này, hai tầng yếm, tất cả nguyên khối toàn bộ từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Sơn đẹp 4 mặt. BU cơ sở nhà em sơn nhá là để nguyên vân gỗ các bạn, để trơn nguyên một vân gỗ. Hàng là làm cực kỳ kỹ và nét, sơn BU và làm các cái đường nét vuông thành sắc cạnh theo lối hiện đại như này. Thì các bác kê vào phòng ngủ này, kê vào phòng ăn này, kê vào phòng khách nó đều rất là đẹp. Các bác nhìn đây, mặt sau các bác có thể nhầm về mặt trước, tại vì mặt sau em cũng chọn gỗ luộc đẹp, không sâu xia mắt mấu, cả đẹp cả mặt sau luôn các bác nhá. Vân veo sơn đẹp luôn cả 4 mặt. Hàng này là hàng đẳng cấp và dành riêng cho những người rất nhiều tiền thôi. Nhưng mà đặc biệt là trong video ngày hôm nay, cơ sở nhà em bán cái kệ này nó chỉ giá sấp xỉ 20 củ thôi các bác nhá. Các bác nào mà quan tâm đến sản phẩm này hay bất cứ sản phẩm nào khác, hoặc là đặt theo yêu cầu, các bác yêu cầu bất cứ vấn đề gì thì qua trực tiếp xưởng em, các bác có thể chọn nha các bác nha. Ví dụ như cái kệ này, các bác có thể chọn được cái ván của cái mặt kệ này, vân nó đẹp, vân nó như thế nào thì các bác có thể chọn theo ý của mình. Thì nhà em sẽ xẻ ra trực tiếp làm phục vụ với tất cả các bác tại chỗ luôn các bác nhá. Đấy, các bác qua sở nhà em, còn bình thường các bác sẽ qua những cái cơ sở trung gian người ta không làm mà người ta chỉ bán thôi, thì giá thành thứ nhất nó sẽ rất là cao, thứ hai là các bác sẽ không đặt được theo yêu cầu của mình, và đặc biệt là làm người ta làm sẽ được không được đảm bảo về chất lượng và tiến độ cho tất cả các bác. Còn nếu mà các bác đến với cơ sở nhà em thì em làm từ A đến Z, thì em đảm với các bác là ít nhất là chất lượng và tiến độ em đảm bảo cho các bác từ A đến Z luôn. Giá cả thì chắc chắn là sẽ hợp lý. Và các bác nào mà mong muốn thì hãy qua trực tiếp cơ sở nhà em. Đây hiện tại em đang đứng là cạnh cây xăng Cầu Bài, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Nhà em ở mặt đường to đây các bác nhá, rất dễ tìm. Thì chúc tất cả các bác nào xem được video này có một ngày thật là làm việc thật là hiệu quả và hạnh phúc. Còn bây giờ em xin chào các bác ở video lần sau. Xin chào.